cả các anh em cần thủ nha. Thì hôm nay cửa hàng đồ câu Phimax sẽ giới thiệu cho anh em một loại cần chuyên câu cá tra, loại cần mới về ở bên em nha. Thì cái cây này có thương hiệu là Cốt La nha mọi người. Dạ đây. À, cần này là thương hiệu Cốt La và có tên là Everspace 1002. Thì cái 1002 này là chỉ là chiều dài của cây cần nha. Thì cái cần này thì bên em có 3m và 3m15. Có một màu duy nhất là màu cam đen ạ. Đây, anh em xem cái bát này. Rất đẹp và chắc chắn. Thường thì có đính thêm mấy cái hạt này, nhìn nó sang. Được phối hợp với màu vàng, nhìn nó sang. À, đây là cái cán cần thì nó bằng mút xốp nha, còn ở phần dưới này thì nó làm bằng chất liệu cao su này, cao su dày này. Thì cầm thì mình có cảm giác rất là êm tay, không bị mỏi tay. Đây, anh em có thể thấy nó là bằng chất liệu carbon này. À, trọng lượng của cây cần này là 400g nha anh em. Thì màu sắc thì nó rất là bắt mắt. À, thì nó tải mồi là 120 đến 240g nha. Là qua này, là độ tải mồi này. Còn mắc tải cá thì tầm dưới 20kg đổ lại nha anh em. Thường thì cái dòng chuyên tra thì cái đọt của nó rất là to, rất là cứng. Thì em này thì có cái đọt là tầm 3.8 đến gần 4mm. Cái khoen thì đầu bu của nó thì nó có chống xoắn. Khoen thì thường dạng khoen thường thôi. Giá sinh viên. Chung mà với cái độ câu cá tra bên em thì cái dòng này là dòng khá rẻ và mức giá khá ổn định luôn. Anh em có thể khoen. Xin khoen. Khoen này thì nó gọi là cái khoen cánh bướm á. Này thì có dạng cần rỗng nha anh em, không phải là cần đặc nha. Rất là chắc chắn. Thường thường thì mấy cái cây cần bạo lực như thế này thì anh em có thể đi với các dòng máy mà bạo lực như con Ben này chẳng hạn. Hoặc size tầm size 5.000 đổ lên, 4.000 cũng được. Em lắp cho anh em xem. Và sau đây là một chiếc cần em đã lắp vào thành một cái chiếc cần hoàn thiện nha. Thì em sẽ test cái độ cứng này cho các anh em xem này. Đây, đối với chiếc cần này thì anh em câu có thể câu một con cá tra tầm 20 đến 25kg là quá ok luôn. Đó là cần siêu cứng, siêu khỏe. À, với một chiếc cần mà khá là sắc sảo và độc đáo và bạo lực như thế này á, mức giá của nó thì cũng khá mềm thôi. Thì anh em nào cũng có thể mua một chiếc cần như vậy. Giá rất là rẻ. Thì anh em nào mà quan tâm đến chiếc cần này á, thì để lại cho em một số điện thoại ở bên dưới, thì nhân viên bên em sẽ trực tiếp gọi điện và tư vấn nha. Hoặc là anh em có thể mua các sản phẩm khác á, như máy câu hoặc là phụ kiện hoặc là tất cả các loại mồi á, thì anh em có thể đến cửa hàng đồ câu Phimax Lê Lợi tại 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp nha. Thì cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý và quan tâm cái video của đồ câu Phimax.
cửa hàng đồ câu Phim Mắc xin chúc tất cả các anh em nhiều sức khỏe.